Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 124. Chương 1231, giao dịch đang được xử lý 1. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Dương Gian lại nhìn bức quỷ họa đó một lần nữa. Quỷ họa không có thay đổi gì, quỷ bên trong cũng không đi theo. Đây cũng coi như là một tin tốt. Hắn có thể tạm thời yên tâm khóa căn phòng này để quỷ họa ở lại đây. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy tạm thời cần phải giữ lại lối ra này bởi vì đây là lối ra vào quỷ họa duy nhất mà hắn có thể thông thạo. Sau này biết đâu sẽ có cơ hội sử dụng nó. Phải trở về thử lại giao dịch với tủ quỷ đã. Dương Gian cảm thấy đã tìm được khởi nguồn của quỷ họa nên coi như giao dịch đã hoàn thành. Nhưng để cho an toàn thì hắn vẫn muốn đưa tay ra tiếp xúc với quỷ họa một chút. Sự áp chế đã được hình thành. Lúc này, bầu không khí lạnh lẽo và kỳ quái trong phòng bắt đầu tan biến. Ánh sáng lập tức trở lại bình thường. Sau đó cửa sổ trên tường thay đổi diện mạo trở thành khung tranh sơn dầu. Lối thoát tối tăm cũng biến mất, biến thành một bức tranh sơn dầu. Nhưng lần này cảnh trong bức tranh sơn dầu đã thay đổi. Bối cảnh trở thành một con hẻm sâu và hẹp. Phía xa là một thành phố yên ắng trong một thế giới tăm tối. Nhưng ở lối vào của con hẻm này, một người phụ nữ với khuôn mặt mờ ảo không nhìn rõ, không biết con quỷ này đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Dường như chỉ cần mấy phút nữa, đám người Dương Gian sẽ bị quỷ chặn ở đây. Thế giới trong bối cảnh đó đã trở nên rộng lớn hơn, nó không còn là một khu dân cư như trước đây nữa. Quả nhiên quỷ họa không phải là nơi có thể ở lâu mà phải liên tục di chuyển, Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn tạm thời trấn áp sự quái dị của bức quỷ họa và ngăn cản sự khôi phục của nó, nhưng nó cũng chỉ là tạm thời. Một khi có người bên ngoài phù hợp với quy tắc giết người của bức quỷ họa này thì quỷ bên trong đó sẽ dần ra khỏi bức tranh và xâm nhập vào thực tế. Đến khi thế giới trong quỷ họa trùng lặp với thế giới ngoài hiện thực, đó mới thực sự là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Giờ đây mạng ta cũng không thể giữ nổi. Hãy để người khác xử lý đi. Dương Gian ánh mắt chuyển động, lập tức nhặt tấm vải trên đất che bức tranh đó, sau đó khóa cửa phòng lại. Hắn phải trở về thành phố Đại Sương một chuyến. Không có sự áp chế của quỷ họa, mắt quỷ của hắn cũng trở lại bình thường. Nhưng không giống như trước kia, mắt quỷ đã yên phận hơn rất nhiều. Một sự trỗi dậy và bồn chồn nào đó dường như biến mất. Dưới sự trấn áp của quỷ họa, sự thức tỉnh của mắt quỷ có sự biến đổi sao? Dương Gian hơi kinh ngạc, lần này hắn không hẳn là không có thu hoạch. Việc phát hiện ra điều này là đặc biệt quan trọng. Nếu sau này mắt quỷ của hắn rơi vào trạng thái thức tỉnh thì hắn có thể vào trong quỷ họa hoặc là ở trong phòng của quỷ họa. Như vậy tình hình của hắn sẽ được kiềm chế. Nghĩ đến đây, Dương Gian cảm thấy bức tranh này có chút quan trọng đối với hắn. Ngày nào đó treo nó trong phòng riêng có thể gián tiếp trấn áp quỷ trong cơ thể, vừa an toàn lại thuận tiện. Đương nhiên, trước hết hắn phải hoàn toàn hiểu rõ quy luật giết người của quỷ họa. Rất nhanh, hắn đã rời khỏi đây, bước ra khỏi căn biệt thự. Nhưng ở bên ngoài vẫn có một số người sống sót còn lại ở đó. Bọn họ dường như vẫn chưa rời đi, hoặc vẫn còn có chút gì đó lo lắng. Ngài Dương, tình hình thế nào rồi? Lý Dương cũng không rời đi, hắn vội vàng đuổi theo hỏi. Tạm thời không còn thời gian, nhưng sao các ngươi vẫn chưa rời đi mà còn ở đây? Ở gần tòa nhà này không phải là nơi an toàn gì. Đây là thành phố Đại Kinh, các ngươi có thể tự do di chuyển ở đó, an toàn cũng được đảm bảo, đây đã không còn là thế giới trong quỷ họa nữa. Dương Gian nói, Lý Dương nói, ta cũng từng nghĩ đến việc về nhà, nhưng chuyện này khó có thể giải thích cho những người khác hiểu. Hơn nữa trong tay ta cũng không có tiền, nói rồi hắn có vẻ hơi ngượng ngùng. Sống lâu trong thế giới của quỷ họa thì ai là người sẽ mang tiền theo chứ? Dương Gian liếc nhìn những người khác, họ cũng giống nhau sao? Không, họ không giống nhau. Ngài cũng thấy rằng những người sống sót còn lại đều là những đứa trẻ và thanh thiếu niên vô tội. Họ đã vô tình bị cuốn vào đây. Bây giờ họ đột ngột xuất hiện ở nước ngoài nên nhất thời cảm thấy hoang mang. Hơn nữa những người khác đều không có liên quan gì đến họ nên cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ. Lý Dương nói, quả thực, những người lưu lại ở cửa đều là những người trẻ tuổi, đa số là trẻ em. Có những đứa trẻ ngoại quốc khoảng 7 đến 8 tuổi, cũng có những thiếu niên 18 đến 19 tuổi và phụ nữ tầm 20 đến 30 tuổi.
Khi ở một nơi xa lạ như vậy, họ không thể trở về nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân. Vậy nên họ cảm thấy vô cùng lạc lõng, không biết nên làm gì. Ngươi chờ một chút. Dương Gian lập tức trở về biệt thự. Khi quay lại thì trong tay còn cầm thêm mấy thỏi vàng. Đây là số tiền bồi thường mà Hạ Thiên Hùng đã để lại trước đó. Nhưng hắn không có tiền mặt. Dù sao tiền mặt đối với người ngự quỷ cũng như đống giấy vụn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1232, giao dịch đang được xử lý 2. Cầm lấy mà dùng, số tiền này đủ để ngươi sống trong một thời gian dài. Ta không có thời gian quan tâm mấy người này. Nếu có thể thì ngươi hãy tự mình chăm sóc cho một hai người. Còn nếu quả thực không ổn thì hãy gọi cho số này. Hắn nhanh chóng viết ra một số điện thoại rồi đưa cho Lý Dương. Đây là số điện thoại của Lưu Tiểu Vũ. Cứ nói là ngươi biết ta, bản thân cũng là người ngự quỷ, sau đó giải thích rõ ràng tình hình trước đó thì khác có người đến giải quyết. Vào thời điểm quan trọng này, tổng bộ sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin tình báo nào liên quan đến quỷ họa. Vậy nên sự tồn tại của họ sẽ được đặc biệt chú ý, ít nhất việc chăm lo cho cuộc sống của họ sẽ không gặp vấn đề gì. Cảm ơn, Lý Dương cảm kích nói. Dương Gian nói, sau khi ngươi trở thành người ngự quỷ, ngay cả khi không cần tới sự giúp đỡ của ta cũng có người có thể sống tốt. Suy cho cùng, những người như chúng ta là những nhân tài rất quan trọng, mọi quốc gia đều rất cần đến. Nhưng năng lực của ngươi rất đặc biệt, nói không chừng sau này ta vẫn sẽ phải dùng đến. Đến lúc đó ngươi đừng từ chối là được. Ngươi đã cứu mạng ta, ta sau này nhất định sẽ không từ chối giúp ngươi. Lý Dương nói, vậy thì tốt. Dương Gian gật gật đầu. Nếu giải quyết được lời nguyền của hộp bát âm thì hắn sẽ nghĩ đến việc thành lập đội với hắn. Lý Dương này có thể dùng làm đồng đội dự bị. Tuy mới trở thành người ngự quỷ nhưng tố chất tâm lý của hắn đã có sẵn. Sau kiện quỷ họa, ở một mức độ nào đó có thể nói hắn đã tiến bộ rất nhanh. Dương Gian không ở lại lâu nữa, hắn quyết định rời đi. Cảm ơn ngài đã cứu ta nên cảm ơn ngài như thế nào? Lúc này, một đứa bé người ngoại quốc mở to hai mắt nhìn hắn hỏi. Dù trình độ ngoại ngữ của Dương Gian rất kém nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những từ như cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ai cả, bởi vì không có ai chủ động cứu các ngươi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Jimmy và Lý Dương, bọn họ đã cứu sống các ngươi. Dương Gian dừng lại nhìn đứa trẻ rồi nói, thái độ của hắn đối với con cái không đến nỗi tệ. Bởi một đứa trẻ không có những tính toán và mưu mô của người lớn, hay nói cách khác, đối với hắn nó dường như vô hại. Lý Dương dịch lời của Dương Gian, đứa trẻ lại hỏi vậy ta có thể biết tên của ngài không? Dương Gian nói, ta chỉ là một nhân vật vô danh mà thôi, nhưng người có thể gọi ta là ngài Dương. Hắn không tiết lộ tên của mình cho đứa trẻ. Chúng không nên có bất cứ liên quan gì đến chuyện này, cho dù cũng chỉ là một cái tên. Lý Dương phiên dịch ra. Đứa trẻ trả lời bằng tiếng hắn, cảm ơn ngài, ngài Dương. Dương Gian gật đầu như một phản ứng, nhưng ngay sau đó liền sải bước rời đi. Chỉ sau vào bước, khi đến một ngã rẽ, hắn liền biến mất. Lý Dương nhìn thấy vậy thì rất ngạc nhiên nhưng không nói ra. Hắn chỉ nói với những người khác, mọi người đừng tò mò về ngài Dương này, cũng đừng cố nghe ngóng bất cứ điều gì về ngài ấy. Chỉ cần biết ngài ấy đã cứu chúng ta mà thôi. Chuyện liên quan đến ngài ấy sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, chúng ta hãy cứ giữ bí mật là tốt nhất. Mặc dù hắn nói với họ như vậy, nhưng hắn thực sự cảm thấy rằng những người bình thường sẽ chỉ gây ra rắc rối nếu họ lan truyền những sự kiện linh dị này một cách bừa bãi. Ta muốn biết mọi thứ. Trong tương lai sẽ viết một cuốn sách về câu chuyện kỳ lạ này. Khẩu khí của đứa trẻ ngoại quốc đó như người lớn, có vẻ như khá trưởng. Nó tò mò hơn là sợ hãi về những sự kiện linh dị. Điều này đúng với tâm lý của trẻ nhỏ. Ngươi tuyệt đối không được phát hành ra, Lý Dương gượng cười thuyết phục. Mặc dù lần đầu tiên bước vào thế giới của quỷ họa đã làm lỡ dở không ít chuyện, thế nhưng một ngày vẫn chưa trôi qua. Khi Dương Gian trở lại khu dân cư Quan Giang ở thành phố Đại Sương thì đã là buổi chiều. Cũng giống như lần trước, hắn lại đứng trên tháp đồng hồ, nơi đặt tủ quỷ. Mặc dù có người đi lại trong khu dân cư nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Nhưng cũng không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, hơn nữa hắn cũng cố ý tránh đi ánh mắt của người khác. Ta đã tìm được rồi, hãy giúp ta hóa giải lời nguyền của hộp bát âm.
Dương Gian viết vài câu rồi nhét vào lỗ trống trên mặt của tủ quỷ. Trong chiếc tủ quỷ tối tăm dường như có thứ gì đó chộp lấy tờ giấy của hắn rồi thu lại ngay lập tức. Dương Gian đứng đó chờ giao dịch được hoàn tất. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1233, nội dung chưa thể hoàn thành. Một lúc này Dương Gian đang đứng bất động ở phía trên tháp đồng hồ không người. Trên đỉnh tháp này có một phòng riêng, trong phòng nhỏ này đặt đầy những tủ gỗ có tuổi đời lâu năm, trông rất cũ kỹ nhưng màu sắc của lớp sơn bên trên giống như vừa mới được quét lên vậy, đỏ rực tươi tắn, hệt như được ngâm trong máu đỏ vậy. Có một cảm giác quỷ dị không nói thành lời. E là dù đang giữa ban ngày, đứng dưới ánh nắng mặt trời, thì khi lại gần chiếc tủ gỗ này cần sẽ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Mảnh giấy được viết lên đã được nhét vào trong tủ, Dương Gian lúc này nhìn chằm chằm vào nó không động đậy, chờ đợi tủ quỷ đáp ứng. Quy định giao dịch với tủ quỷ lần trước hắn đại khái cũng đã hiểu rõ rồi, rất đơn giản, cũng rất đáng sợ. Dương Gian lần đầu thử thực hiện trò chơi giao dịch với tủ quỷ, quy tắc của giao dịch rất đơn giản, hai bên cùng đưa ra điều kiện, sau đó cùng nhau hoàn thành. Nghe thì có vẻ là hợp tác cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế thì người sống không giao dịch nổi với tủ quỷ. Bởi vì mỗi lần giao dịch đều phải đặt cược, điều kiện cần phải hoàn thành ngày càng khó, cho đến khi người chết đi. Sau đó thì người giao dịch tiếp theo tiếp tục thực hiện. Muốn cắt đứt giữa chừng cũng có cách, đó là khi người hoàn thành nhiệm vụ của tủ quỷ đề ra thì từ bỏ đưa ra yêu cầu. Không khác gì hai điều kiện đổi lại một, bản thân chịu thiệt một chút. Dương Gian lần đầu giao dịch với tủ quỷ không biết đến điểm này, nên đã bị thiệt một phen, giữa chừng cắt đứt một giao dịch, nên phải chịu thêm một điều kiện. Hắn cảm thấy lúc trước giao dịch với tủ quỷ tốt nhất là không nên bỏ cuộc giữa chừng, đợi sau khi giao dịch 2-3 lần rồi cho dù dừng tay cũng tốt hơn. Nhưng liên quan đến điểm này thì vị chủ trước của tủ quỷ không để lại bất cứ thông tin gì. Có lẽ do kiêng kỵ sự uy hiếp của tủ quỷ, cũng có thể là dùng cách này để nhắc nhở kẻ đến sau. Dù sao thì tìm tòi rõ ràng mới có thể hiểu rõ được sự đáng sợ và quỷ dị của thứ đồ này. Giao dịch với tủ quỷ kiêng kỵ nhất là lòng tham, nhưng mỗi kẻ ngự quỷ đều dùng tính mạng để được ăn cả ngã về không. Muốn khắc phục lòng tham này của con người vô cùng khó. Dù sao thì với những người sắp mất mạng thì chuyện gì cũng dám làm. Dương Gian âm thầm suy tính, hắn cảm thấy tủ quỷ này giống như một chiếc hộp Pandora. Kể từ giây phút bắt đầu giao dịch thì đã có một lời nguyền vô hình được đặt ra. Lời nguyền này không đến từ bản thân tủ quỷ, mà là từ nội tâm của mỗi con người. Sau giao dịch lần này thì nhất định tủ quỷ sẽ đưa ra yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, với năng lực của ta hiện tại thì tỷ lệ hoàn thành được rất thấp. Thậm chí chỉ có con đường chết. Dương Gian phân tích tình huống. Chỉ mới là tìm con quỷ trong bức ảnh đã thiếu chút làm hắn chết ở trong quỷ họa. Nếu không phải có lời nguyền của hộp bát âm, thì hắn căn bản không thể nào sống sót trở về. Vậy nên, sau khi lần giao dịch này hoàn thành đã nảy ra một ý định táo bạo. Dùng dao chẻ củi quỷ dị chém vỡ tủ quỷ. Lãng phí một suất, chém được tủ quỷ, chia đứt vật linh dị này. Đúng vậy, hiện tại Dương Gian đang suy tính đến chuyện này. Nói cách khác, một khi tủ quỷ hoàn thành giao dịch của hắn thì hắn muốn quỵt nợ. Ông đây không chơi nữa. Lật lọng, nếu như tiếp tục chơi với nó, Dương Gian cảm thấy mình sẽ giống như người sử dụng tủ quỷ trước đây rơi vào kết cục vô cùng thảm hại. Vậy nên cách tốt nhất là tìm một thời cơ thích hợp để cưỡng chế rời đi. Lời nguyền hộp bát âm là thời cơ. Tình hình có chút không đúng. Trong lúc Dương Gian đang nghĩ phải quỵt nợ thế này thì thần sắc khẽ động, phát hiện tủ quỷ không giống như lúc trước. Mảnh giấy được đưa vào giống như bị nuốt luôn vậy, không có dấu hiệu trả lại, lại không có thông tin truyền ra. Cũng không có động tĩnh giao dịch, từ đầu đến cuối tủ quỷ đều vô cùng yên tĩnh, hình như không có phản ứng gì cả. Từ tình huống lần trước mà nói, sau khi ta hoàn thành giao dịch thì tủ quỷ phải lập tức phản ứng lại mới đúng, tại sao lần này lâu đến vậy? Hắn chau mày nhẹ, trong lòng nổi lên sự nghi vấn. Lẽ nào lần này tủ quỷ còn khó ưa hơn cả mình, biết bản thân muốn quỵt nợ nên mới muốn ăn quỵt trước? Không, khả năng này không lớn. Đợi thêm một chút vậy. Dương Gian không quá vội vã, hắn vẫn còn thời gian, giới hạn của lời nguyền là 3 ngày, bây giờ chỉ mới qua nửa ngày. Khoảng 10 phút trôi qua, đột nhiên, cánh cửa tủ bên dưới của tủ quỷ đang yên tĩnh bỗng nhiên lắc một cái,
hơi mở ra một chút, giống như muốn mở toang ra vậy. Tới rồi, Dương Gian lập tức kéo mở tủ, bên trong quả nhiên có một tờ giấy, chính là mảnh giấy mà hắn đã nhét vào trước đó. Trên giấy có hai dòng chữ. Dòng đầu tiên là lúc nãy hắn viết, ta tìm thấy rồi, giúp ta giải quyết lời nguyền hộp bát âm. Câu thứ hai xuất hiện ở phía dưới, chữ viết siêu vẹo, hoàn toàn nhìn không ra chút bút tích nào. Giống như những vết màu đen không chút quy tắc xấu xí hình thành, không thể giải quyết được lời quyền hộp bát âm, đổi yêu cầu khác. Cái gì? Sắc mặt Dương Gian lộ ra một tia kỳ lạ, đây xem là gì chứ? Bản thân vất vả giúp ngươi đi tìm con quỷ khởi nguồn trong quỷ họa, kết quả bây giờ người lại nói một câu giải quyết không được lời nguyền hộp bát âm. Là hắn đã đánh giá cao năng lực của tủ quỷ quá sao? Hay là do mức độ khủng khiếp của hộp bát âm đã vượt qua cả phạm vi năng lực của tủ quỷ? Không, có lẽ yêu cầu của ta có chút vấn đề, giải quyết, lời nguyền hộp bát âm. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu tủ quỷ tiêu diệt một con quỷ, mà quỷ thì không thể bị giết chết, vậy nên tủ quỷ không thể hoàn thành được. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1234, nội dung chưa thể hoàn thành 2. Dương Gian lại suy nghĩ, hắn cho rằng yêu cầu của bản thân không hợp lý, nên viết thành làm lời nguyền hộp bát âm rời khỏi hắn, hoặc là di chuyển lời nguyền hộp bát âm. Như vậy thì không cần phải giải quyết lời nguyền, Dương Gian chỉ cần thoát khỏi lời nguyền là được. Nhưng bỗng chốc hắn lại chần chừ, bản thân sau khi thoát khỏi lời truyền hộp bát âm thì có chết ngay lập tức không? Nếu di chuyển lời nguyền là một lần mạo hiểm, nhưng khả năng tiếp tục sống vẫn có. Không thể hủy diệt lời nguyền, vậy có nghĩa là lựa chọn chắc chắn duy nhất của hắn không còn nữa, chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn một cách khác thôi. Dương Gian nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định viết lên giấy một dòng chữ, giúp ta di chuyển lời nguyền hộp bát âm lên một con chó trong khu dân cư. Lời nguyền hộp bát âm tốt nhất là nên có một người hứng chịu, hắn cảm thấy động vật cũng được, để một con chó đi chất thay hắn, như thế thì tổn thất sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Thế nhưng ngay khi hắn định nhét mảnh giấy vào trong thì lại dừng lại. Lời nguyền hộp bát âm nếu thực sự phải di chuyển đi thì chuyển cho một con chó có phải hơi lãng phí không? Nếu như chuyển sang một con quỷ thì sao nhỉ? Một khi lời nguyền hộp bát âm ám lên, thì quỷ sẽ chịu sự tấn công của lời nguyền, đến lúc đó sẽ xảy ra kết quả như thế nào? Ánh mắt Dương Gian khẽ động, lại nghĩ đến một cách. Quỷ sẽ không chết được, nhưng hộp bát âm lại giết chết kẻ hứng chịu lời nguyền. Hai tình huống xung đột này có lẽ sẽ dẫn đến tình trạng quỷ chết máy. Quả là một phương pháp có thể thực hiện được. Hắn lại đang suy nghĩ, đem lời nguyền chuyến lên người một con quỷ thì sẽ tốt hơn. Bản thân là người chế ngự ba con quỷ, quỷ bóng không đầu đang trong tình trạng chết máy thì không cần để ý đến. Quỷ thủ đang bị thiếu khuyết không hoàn chỉnh, hơn nữa sau khi mất đi hai suất áp chế quỷ đã bắt đầu không ổn rồi. Cho dù xem như là chịu phải lời nguyền thì cũng không có ý nghĩa gì mấy, vì vậy chỉ còn sót lại quỷ nhãn có thể dùng được, chuyển lời nguyền lên quỷ nhãn. Đây là một suy nghĩ điên rồ, nếu như thành công thì Dương Gian sẽ giải quyết được vấn đề quỷ nhãn thức tỉnh, chuyện này có ích rất nhiều đối với bản thân hắn. Không nghĩ nữa, thử xem sao. Cám dỗ quá lớn, Dương Gian kích động muốn thử. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù giải quyết được lời nguyền hộp bát âm, quỷ nhãn của hắn cũng đã dùng đến tầng thứ 6, nếu không phải nhờ lời nguyền áp chế thì hắn đã chết do ác quỷ thức tỉnh rồi. Vậy nên một khi hắn giải quyết được lời nguyền thì thậm chí còn không biết dùng một suất có thể áp chết được quỷ nhãn hay không. Thay vì giải quyết lời nguyền xong rồi đi xử lý chuyện quỷ nhãn, thì chi bằng làm một mẻ khỏe cả đời. Chỉ cần lần này thành công, Dương Gian có thể lớn mạnh đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Giúp ta chuyển lời nguyền hộp bát âm lên quỷ nhãn. Dương Gian cắn răng viết xuống câu này, thậm chí còn không cho bản thân cơ hội hối hận đã trực tiếp nhét vào trong tủ quỷ. Chuyện này rất mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm này rất đáng. Rất nhanh, cánh cửa bên dưới tủ quỷ lại có xuất hiện động tĩnh, lần này không có chút trì hoãn nào. Dương Gian mở cửa cầm lấy tờ giấy, trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, bút tích xấu xí trên tờ giấy lại hiện lên câu giống hệt như lúc nãy, đổi yêu cầu khác. Nhưng tủ quỷ lần này lại không nhắc đến không thể thực hiện được, chỉ nói phải đổi yêu cầu. Có nghĩa là nó có thể làm được, có thể di chuyển lời nguyền, nhưng lại không chịu làm như thế. Nguyên nhân là gì, chứ?
Ánh mắt Dương Gian trở nên trầm ngầm, bắt đầu cảm thấy giao dịch với tù quỷ không đơn giản như trong tưởng tượng nữa, vẫn còn những giới hạn mà hắn không biết được. Hắn đoán là có phải mình đưa yêu cầu quá cao nên tù quỷ mới từ chối. Khả năng này rất lớn. Dù sao thì giao dịch trước nay của hắn và tù quỷ đều là quy mô nhỏ, lần trước chỉ nhờ tù quỷ tìm vị trí của Triệu Lỗi. Lần này lại trực tiếp tăng đến mức độ nhờ di chuyển lời nguyền hộp bát âm, tuy là nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được thì phải can thiệp vào quy luật giết người của một con quỷ. Có phải là do số lần giao dịch quá ít, cho nên hạn mức giao dịch không lớn? Phải giao dịch nhiều để giá trị tăng cao thì Dương Gian mới có thể đưa ra yêu cầu quá phận như thế này. Dương Gian nghĩ đến vị sử dụng tù quỷ đời trước có để lại một câu cảnh cáo, ngươi sẽ có được tất cả, cũng sẽ mất đi tất cả. Nghe thế nào cũng đều là cảnh cáo. Nhưng chưa chắc không phải đang nhắc nhở hắn đây rất có khả năng là giao dịch đồng đẳng, chỉ cần có được bao nhiêu thì sẽ mất đi tương ứng bấy nhiêu. Dương Gian chỉ là tìm thấy con quỷ trong quỷ họa, tuy là đã trải qua nguy hiểm đáng sợ, nhưng đây là vì sự kiện quỷ họa đã bạo phát. Nếu như không phải như thế, hắn vừa nhìn qua quỷ họa thì đã coi như hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là rất nhẹ nhàng, vậy nên tù quỷ đã từ chối yêu cầu này. Bất kể là kết quả nào, Dương Gian bây giờ đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì tù quỷ không thể trong khoảng thời gian ngắn giúp hắn giải quyết được lời nguyền hộp bát âm. Vậy nên phương án tù quỷ này xem như thất bại. Lẽ nào chỉ có thể đi tin phương án của Vương Tiểu Minh sao? Dương Gian trở nên do dự. Hắn không dám đánh cược vài phương pháp của Vương Tiểu Minh, bởi vì phương án đó có khả năng là đến từ tấm giấy da người, mà trong tấm giấy da người đó có thiết kế cạm bẫy. Gì không thì hắn không rõ, không cẩn thận mặc phải thì kết cục nhất định rất thảm. Nếu tù quỷ đã không thể hoàn thành yêu cầu của ta, thì cũng có lẽ có thể giúp ta sửa chữa sơ hở trong phương án của Vương Tiểu Minh, nâng cao tỷ lệ sống sót của ta. Dương Gian lại nhanh chóng nghĩ ra được phương pháp thỏa hiệp. Hắn biết phương án của Vương Tiểu Minh khả năng cao là có hiệu quả, nhưng cũng sẽ có bẫy, mà cái bẫy này có thể giải quyết được thông qua tù quỷ. Yêu cầu này không khó, so với di chuyển lời nguyền thì cái giá phải bỏ ra ít hơn nhiều, tù quỷ nhất định sẽ không từ chối. Chuyện này có lẽ sẽ tiến hành được, trong lòng Dương Gian thầm nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1235, biến hóa kinh người 1. Sau một loạt thử nghiệm thì kế hoạch nhờ tù quỷ giải quyết lời nguyền hộp bát âm đã thất bại. Ba phương án lựa chọn của hắn trước đây giờ chỉ còn lại một, đó chính là tin tưởng Vương Tiểu Minh, dùng cách của hắn để giải quyết lời nguyền. Tuy là chuyện này tổng bộ đã đáp ứng rồi, nhưng từ đầu đến cuối Dương Gian vẫn không yên tâm về Vương Tiểu Minh. Nếu như thật sự phải thử phương án của Vương Tiểu Minh thì ít nhất phải để tù quỷ giải quyết những lỗ hổng trong đó. Dương Gian nghĩ, mượn sự giúp đỡ của tù quỷ để dự đoán nguy hiểm, sau đó né tránh hợp lý, trước mắt đây là phương pháp duy nhất có thể thực hiện được rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, Dương Gian mới phát hiện vấn đề tưởng chừng như đơn giản thì thật sự rất khó, hắn đã phải bỏ mấy tờ giấy rồi. Ví dụ như, giúp ta giải quyết những cái bẫy trong phương án của Vương Tiểu Minh. Nếu như viết xuống câu này, tù quỷ cũng sẽ nhất định làm được, nhưng lỡ như phương án thất bại thì sao? Bản thân không chết trong mấy cái bẫy thì lại chết bởi lời nguyền của hộp bát âm thì sao? Hắn lại viết, giúp ta thành công sống sót trong kế hoạch ngày mai. Nếu như viết câu này, thì Dương Gian có thể sống sót đến cùng, nhưng không chừng thứ còn sót lại chỉ là ý thức bị tù quỷ nguyền rủa giữ lại, trở thành một dạng đặc thù. Giao dịch với tù quỷ không đơn giản như trong tưởng tượng. Ngươi vĩnh viễn không biết được tù quỷ rốt cuộc sẽ dùng phương thức như thế nào để gây ảnh hưởng đến ngươi. Vậy nên không thể làm hoàn thiện được, cho dù đưa ra điều kiện như thế này thì nguy hiểm bản thân nên chịu đến cuối cùng vẫn phải trải qua. Dương Gian lắc nhẹ đầu, phiền muộn vò nát mảnh giấy trong tay rồi vứt đi. Rất nhanh, ánh mắt hắn khẽ động, trực tiếp viết lên giấy một câu thế này, ta muốn một tháng sau còn sống để cùng ngươi thực hiện giao dịch tiếp theo. Yêu cầu này rất thủ đoạn. Dương Gian nhắc đến lần giao dịch tiếp theo là sau một tháng, có nghĩa là một tháng sau hắn nhất định phải đến đây, cũng có nghĩa là trong một tháng này hắn sẽ không chết. Nếu như chết đi thì có nghĩa là tù quỷ đã không hoàn thành được yêu cầu của hắn, kiểu quy tắc giao dịch không giới hạn này đã bị tù quỷ đơn phương phá hoại. Vậy nên nếu tù quỷ muốn tiếp tục giao dịch, thì Dương Gian không thể bị giết bởi lời nguyền hộp bát âm, cũng không thể chết trong sự kiện linh dị khác.
Điều quan trọng nhất là hắn không đưa ra yêu cầu liên quan đến sự kiện linh dị. Theo như tình huống thông thường thì có lẽ không phải là một chuyện khó khăn, dù sao thì để một người bình thường sống thêm một tháng cũng khá dễ dàng. Mảnh giấy được nhét vào thì không có động tĩnh ngay. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ vẫn im ắng như trước, dường như đang đánh giá mức độ khó của yêu cầu này, lại dường như đang suy nghĩ có nên đáp ứng yêu cầu này không. Dương Gian không vội, vẫn từ từ chờ đợi. Thời gian chờ đợi lần này cũng không lâu, bên trên tờ giấy hắn vừa nhét vào lúc nãy, có một dòng chữ đen nhánh được viết nguệch ngoạc hai chữ, 7 ngày. 7 ngày, ánh mắt Dương Gian ngưng lại, tuy là thời gian bị rút ngắn, nhưng có hiệu quả rồi, quả nhiên tủ quỷ này có lỗ hổng để nhắm vào, bảo nó giải quyết lời nguyền hộp bát âm thì làm không được. Những bảo nó để hắn 7 ngày sau đến tiếp tục giao dịch thì lại có thể làm được. Nghe ra thì có vẻ độ khó của vế sau càng cao hơn một chút, nhưng tù quỷ lại phán đoán độ khó của vế trước lớn hơn. Được, nghĩ cũng không cần nghĩ, Dương Gian viết một chữ đáp lại. Sau khi tờ giấy đó được nhét vào trong thì tù quỷ không có chút động tĩnh nào, dường như muốn đợi đến 7 ngày sau, cuộc giao dịch không giới hạn này tạm thời được kéo dài rồi. Đây là kết quả tốt nhất rồi, xem như mua một cái bảo hiểm ở chỗ tù quỷ. Để ta có thể đảm bảo được cho dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa thì ta vẫn có thể sống sót đứng trước mặt tù quỷ, Dương Gian trong lòng thầm nói. Cho dù là cạm bẫy hay là phương án thất bại, cho dù hắn đánh cược vào bên nào cũng không ổn, chỉ có thế này mới xem như chắc chắn. Tạm thời chỉ có thể thế này, đây có lẽ là mức độ tốt nhất ta có thể làm đến hiện tại rồi. Kế hoạch của Vương Tiểu Mình ngày mai cho dù là gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng là ta nhất định có thể sống qua mấy ngày này. Lời nguyền hộp bát âm còn 3 ngày, hắn thì phải thực hiện với tù quỷ sau 7 ngày, thời gian không bằng nhau. Điều này có nghĩa là một khi kế hoạch của Vương Tiểu Minh thất bại, thì lời nguyền hộp bát âm và tù quỷ sẽ xảy ra xung đột. Đây là sự đối đầu vô hình giữa hai con quỷ, Dương Gian đã lợi dụng điểm này để gia tăng tỷ lệ sống còn của mình. Đương nhiên, nếu như kế hoạch của Vương Tiểu Minh thành công, vậy thì sự giúp đỡ của tù quỷ sẽ bằng không, Dương Gian bị thiệt thòi một điều kiện. Xác nhận không có vấn đề gì nữa, Dương Gian rời khỏi tháp đồng hồ. Hắn không trở về thành phố Đại Kinh, tuy là sự kiện quỷ họa vẫn đang trong thời gian xử lý, nhưng sự kiện linh dị này tạm thời không liên quan tới hắn, dù sao thì trước đó hắn đã từ chức đội trưởng. Tuy chưa chính thức rời khỏi tổng bộ nhưng vẫn trong trạng thái nghỉ phép, như thể này có điểm tốt cũng có điểm không tốt. Bây giờ chuyện tốt đã xuất hiện rồi, hắn có thể tránh xa sự kiện quỷ họa, hơn nữa tổng bộ cũng sẽ không có người đến sắp xếp hắn. Dương Gian đi lại trong khu dân cư yên tĩnh, bây giờ tiểu khu Quan Giang tuy đã có chút sức sống, nhưng tỷ lệ sinh sống vẫn rất thấp, tuy trông rất vắng lặng nhưng lại khá an toàn. Bởi vì nơi có người càng nhiều thì tỷ lệ tạo thành sự kiện linh dị ngày càng lớn, ngươi sẽ không biết được tên ngốc nào vô tình kéo theo sự kiện linh dị đến. Đương nhiên, sống ở vùng núi ít nhiều cũng an toàn hơn, nếu như điều kiện cho phép thì ẩn cư núi rừng cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ linh tinh một lúc, hắn cũng đã đến trước cửa nhà. Nhà của Dương Gian hiện tại vốn là tòa nhà kinh doanh của tiểu khu Quan Giang cải tạo thành, tổng cộng có 5 tầng, có bố trí phòng khách, nhà ăn, phòng gym, nhà nơi lội, phòng làm việc, vân vân. Ban đầu là mua từ trong tay của Trương Hiển Quý, bố của Trương Vĩ, đối với hắn mà nói thì lúc đó cũng tính là xa xỉ rồi. Có điều bây giờ, phần tư sản này đã không nhằm nhò gì nữa rồi, bởi vì ở đã quen, hắn cũng không có ý định đổi chỗ khác. Dương Gian đến trước nhà, nhìn thấy vành đai xanh bên cạnh đã có sự thay đổi, trồng không ít rau xanh. Chỉ là bởi vì thời tiết không quá tốt, nên mấy cây rau này sinh trưởng cũng không tốt chút nào, có lẽ là do mẹ hắn lúc rảnh rỗi đã trồng. Ấn chuông cửa, không có người mở. Không có ở nhà sao? Dương Gian dùng quỷ nhãn nhìn qua một lượt, trong phòng không một bóng người. Giang Diễm và Trương Lệ Cầm đều chuyển đi rồi sao? Hay là bọn họ chuyển đến cao ốc Sầm Tần rồi? Có điều khi Dương Gian nhìn đến phòng của hai người bọn họ, đều có vết tích người ở, không giống như đã chuyển đi, cũng có nghĩa là bọn họ vẫn luôn sống ở đây. Dù sao thì bọn họ cũng là những cô gái may mắn sống sót sau sự kiện linh dị, tinh thần cũng chịu tổn thương nhất định. Ở một mức độ nào đó thì họ đều thiếu đi cảm giác an toàn, nếu không thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện dựa dẫm ở đây. Dương Gian cũng từng có ý đuổi hai người họ đi. Có điều nơi này rộng như vậy, ở đây cũng tăng thêm được chút hơi người, rảnh rỗi cũng mẹ hắn nói chuyện cũng tốt.
Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1236, biến hóa kinh người 2. Dương Gian vào nhà rồi đi lên tầng 5. Hai con quỷ đang bị nhốt trong chiếc giương bằng vàng, một bên thì nhốt quỷ xương khô, một bên có vải đen che phủ là quỷ gương, còn có các loại súng ống. Những con quỷ bị nhốt này hắn là yên tâm nhất, chỉ cần không có người động tới thì quỷ sẽ không thoát được ra ngoài, hắn kỵ nhất là có người động đến quỷ gương. Vậy nên đã khóa kín cửa, ở mức độ này có thể phòng tránh được người bình thường, nhưng thật sự muốn phá mở ra thì cũng không ngăn cản nổi. Dương Gian kiểm tra một chút rồi lại đến căn phòng đang đặt quỷ gương. Trong phòng tối đen như mực, không chỗ nào có ánh sáng. Hắn nhìn cái gương đang được phủ lên vải đen, trầm giọng nói, mấy món đồ này quá nguy hiểm rồi, để ở đây khó tránh khỏi xuất hiện sai sót. Tốt nhất là mang trở về nhà an toàn. Lần trước Trương Hiển Quý đã mở rộng nhà an toàn ra hơn một chút, lấy một phòng để đặt những món đồ này có lẽ không vấn đề gì. Dương Gian cảm thấy không thể để những thứ nguy hiểm này ở đây, lỡ như xảy ra vấn đề gì không phải một đám rắc rối sao. Lập tức, Dương Gian bắt đầu di chuyển những thứ đồ này. Bởi vì trong tình huống hiện tại, Dương Gian trực tiếp dùng tới quỷ vực, chuyển tất cả mọi thứ đến bên trong nhà an toàn, sau đó lại chuyển vào căn phòng được xây dựng bằng vàng. Nhà an toàn này ngày thường cũng ít dùng tới, đến khi dùng đến nó thì chứng tỏ đã là tình huống cấp bách rồi, hiểm họa tiềm tàng của những thứ đồ này cũng không nhằm nhò gì nữa. Thứ còn lại cuối cùng là tủ quỷ. Dương Gian đi đến nhà an toàn, hắn ngẩng đầu nhìn lên tháp đồng hồ. Nghĩ một lúc, tạm thời không động đến tủ quỷ thì tốt hơn. Mấy thứ này tuy là quỷ dị, nhưng cũng khá ổn định, đợi hắn sống qua được nguy cơ của lời nguyền hộp bát âm thì mới nghĩ cách an bài tốt. Xử lý trong những hiểm họa trong nhà, hắn không vội rời khỏi khu dân cư, mà đến mảnh đất trống chưa xây nhà xong ở phía cuối tiểu khu. Giữa mảnh đất trống đó đang được xây dựng một kiến trúc dạng miếu thờ hiện đại hóa, sở dĩ trùng tu lại là vì Dương Gian không dám hủy đi căn nhà cổ thời dân quốc này. Cũng không muốn người khác phát hiện ra thứ này, cách tốt nhất là dùng kiến trúc khác để che đi ngôi nhà cổ này. Dương Gian trầm ngâm, hắn bước đến. Xung quanh nhà cổ đã được xây nên những bức tường cao kiên cố, chỉ có một cánh cổng giả cổ được sơn đỏ, nhưng hiện tại cửa đã được khóa, gần như không có người ở bên trong. Dương Gian biến mất ở trước cửa, hắn trực tiếp đi vào bên trong. Nhà cổ thời dân quốc được trùng tu không hề có dáng vẻ âm u, quỷ dị như trong tưởng tượng, mà ngược lại tràn ngập hơi thở hiện đại hóa. Sạch sẽ, gọn gàng, không gian sáng sủa, có chút phong cách phục cổ, vô cùng tao nhã, thanh tịnh, thích hợp cho người thích sự tĩnh lặng sống. Dương Gian, ngươi đến rồi. Lần này ngươi đi công tác có hơi lâu đấy. Một âm thanh lạnh lẽo, êm tai vang lên, là một cô gái trẻ khoảng 18, 19 tuổi. Lúc này bước xuống từ một căn phòng trên tầng 2, nàng đứng ở hành lang, đồng tử bình tĩnh nhìn Dương Gian đang đứng trong phòng khách. Trong phòng đó, lúc trước từng đặt tủ quỷ, nhưng sau khi sửa chữa thì đã trở thành phòng riêng của Vương San San. Đến đây xem, Thuận Thuận xử lý vài chuyện nhỏ. Dương Gian nhìn Vương San San. So với trước đây thì nàng không hề thay đổi tí nào, lãnh đạm, nhợt nhạt, ốm yếu, nhưng hình thể của nàng vẫn rất đẹp, có một khí chất xinh đẹp lạnh lùng khó tả. Chúng ta có phải sắp chết rồi? Vương San San vừa nói, vừa đi từ trên lầu xuống. Dương Gian hỏi, sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy? Ta không thể đến thăm ngươi sao? Vương San San chỉ vào đầu mình nói, gần đây trong đầu ta phát ra nhiều bài hát, ta cảm thấy chúng có quan hệ với ngươi. Những âm thanh này rất quỷ dị, chắc là không phải chuyện tốt lành gì. Dương Gian ngây người, trong lòng run sợ, ngươi cũng có. Lời nguyền hộp bát âm lại có thể kéo dài đến trên người Vương San San, đây là điều hắn không ngờ tới. Trước đây ngươi đã nói qua, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ chết, xem ra lần công tác này của ngươi không phải rất thuận lợi, uống coca không? Vương San San xuống đến tầng 1, nàng đến tủ lạnh lấy ra một lon coca đưa cho Dương Gian. Xem ra nàng sống ở đây đều có đầy đủ các loại vật dụng. Cảm ơn. Dương Gian mở nắp lon coca, uống một ngụm, gặp phải một chút phiền phức, nhưng ta sẽ giải quyết được, ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ta không lo cho bản thân, mà là lo lắng nếu chúng ta chết rồi, thì nó phải làm sao? Ánh mắt Vương San San lộ ra sự lo lắng, nàng từ từ nhìn về một góc trong phòng khách. Không biết từ khi nào,
đã có một đứa trẻ 5-6 tuổi đứng ở góc nhà. Đứa trẻ này tuy mặc quần áo, nhưng vẫn lộ ra ngoài làn da xanh đen trông như người chết, toàn thân lạnh lẽo không sánh được, hơn nữa đôi mắt còn đỏ rực. Lại còn không có con ngươi, quả thật giống hệt như quỷ nhãn, trông quỷ dị và còn hung ác, lúc này đang đứng yên nghiêng đầu nhìn Dương Gian. Cảm giác bị quỷ nhắm vào không nhịn được hiện ra trong lòng, khiến người khác sợ dựng tóc gáy. Quỷ nhi, ánh mắt Dương Gian ngưng lại. Lúc trước khi sự kiện quỷ chết đói, kết thúc đã để lại một thứ quỷ dị, bản thân hắn cũng không biết phải gọi thứ này như thế nào, con quỷ nhi này lại là phái sinh của quỷ chết đói. Lại là quỷ nô của hắn, càng thần kỳ hơn là sinh ra từ người vương San San, có quan hệ không rõ ràng với nàng. Mới chưa được bao lâu, quỷ nhi đã lớn thế này rồi. Dương Gian hỏi, ngươi cho nó ăn thế nào vậy? Thịt. Vương San San nhìn tủ lạnh, máu thịt tươi, ta đã thử qua thịt bò, thịt heo, thịt gà. Nhưng nó thích nhất thịt dê, nhưng thịt dê chỉ là món thay thế bất đắc dĩ mà thôi. Thứ nó thực sự muốn ăn có lẽ ngươi cũng biết rõ, giờ nó đã ngừng phát triển rồi, ít nhất theo ta quan sát mấy ngày nay là như vậy. Đây là trạng thái quỷ nhi ở giai đoạn thứ hai. Dương Gian bình tĩnh phân tích, nếu trong tình huống không giết người, nếu như muốn tiếp tục lớn lên thì phải dùng quỷ đến cho nó ăn, nhưng như thế rất dễ mất khống chế. Ta giữ lại nó là một cách làm hơi tham lam, đến bây giờ ta cũng không biết quyết định đó là đúng hay là sai, ngươi tiếp tục sống với nó thật sự quá nguy hiểm. Không cẩn thận thì ngươi sẽ chết. Vương San San lại nói, tạm thời ta vẫn an toàn, nó nghe lời hơn ta tưởng tượng. Có nghe lời đi nữa thì cũng là quỷ. Ánh mắt Dương Gian lạnh lùng, bắt đầu từ ngày mai có lẽ ta sẽ trải qua một vài nguy hiểm. Lần này ta đến là do suy tính đến sự tồn tại của nó. Nếu như ta thật sự chết ngoài ý muốn, ngươi sẽ chết cùng với ta, vậy nó thì sao? Lỡ nhỡ nó vẫn sống trên thế giới này thì không ai có thể khống chế rồi, ta không thể để sự kiện quỷ chết đói tiếp diễn lần nữa. Vậy ý của ngươi là? Vương San San ngây người, rồi bật ra sự nghi vấn. Đang nghĩ, hoặc là bị ta đem đi, ở bên ngoài ít nhất cũng không làm loạn được, hoặc là mấy ngày tới ngươi nhốt hắn trong giường đặc chế, phong ấn vài ngày, chắc chắn an toàn rồi thì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Dương Gian nói, ngày mai hắn phải đi gặp Vương Tiểu Minh. Thế nên hôm nay tranh thủ đi giải quyết mối họa về sau, nói thẳng ra là an bài hậu sự, sự tồn tại của quỷ nhi là một hiểm họa tiềm tàng. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả quỷ gương được đặt ở trong nhà kia, nên hắn nhất định phải đi xử lý. Ngươi có thể thay ta chọn một phương án, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến ngươi. Dương Gian giao quyền lựa chọn cho Vương San San. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1237, biến hóa kinh người ba. Vương San San nghĩ một lúc, nàng đi đến trước mặt Dương Gian, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đem nó đi đi, có lẽ nó sẽ giúp được ngươi. Có điều ngươi đừng để hắn chết. Qua vài ngày không còn việc gì nữa thì mang nó về đây. Nó ở lại nơi này có thể giải quyết không ít chuyện phiền phức, cũng có sự bảo đảm nhất định với an toàn của tiểu khu. Được, nếu đã nói như vậy, thì hôm nay ta rời khỏi thành Đại Sương sẽ mang nó theo. Dương Gian nhìn Quỷ Nhi, ánh mắt khẽ động. Hắn biết thứ này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, có điều dù sao nó cũng là một thứ khủng khiếp mà quỷ chết đói để lại. Trong lòng có sự kiêng kỵ cũng là khó tránh, dù sao thì sự kiện quỷ chết đói lần trước cũng để lại bóng đen trong lòng hắn đến tận bây giờ. Phải rồi, lúc nãy ngươi nói giải quyết được không ít phiền phức, tiểu khu dạo này xảy ra việc gì sao? Đột nhiên, hắn để ý đến thông tin mà Vương San San nhắc đến lúc nãy, lập tức hỏi lại. Vương San San nói, có lẽ là buổi tối 5 ngày trước, nó chạy khỏi đây, lúc trở về thì trong miệng ngậm vài ngón tay người sống. Sắc mặt Dương Gian chợt biến, chỉ trong một câu nói đã thấy được sự hung tàn của quỷ nhi. Sao nó lại chạy ra ngoài? Vương San San lắc đầu nói, ta cũng không biết, để ổn thỏa thì ta đã ra mệnh lệnh cho nó, đuổi hết. Những kẻ ngự quỷ không được phép tiến vào tiểu khu. Vậy nên tối hôm nó có kẻ ngự quỷ lạ mặt muốn đi vào khu dân cư. Sau đó quỷ nhi phát hiện nên đã chạy ra ngoài tấn công những người ngự quỷ này, đồng thời cắn đứt ngón tay của họ. Dương Gian đưa ra một phán đoán rất hợp lý. Có lẽ là như vậy, Trương Hàn có biết không? Vương San San nói, chuyện này được nhắc đến rồi, hắn nói sẽ đi điều tra, nhưng đã qua vài ngày rồi vẫn không có tin tức gì.
Dương Gian nhìn quỷ nhi đứng trong góc nhà liền trở nên trầm mặc. Là người ngự quỷ thì ít nhất cũng đã chế ngự được một con quỷ, thế mà khi đối đầu mới quỷ nhi lại bị cắn đứt vài ngón tay, còn bị đuổi đi mất, điều này chứng tỏ gì chứ? Chứng tỏ những kẻ ngự quỷ thông thường căn bản không phải là đối thủ của quỷ nhi. Đây là vẫn chưa để quỷ nhi ăn mất quỷ của bọn họ, nếu không thì mức độ nguy hiểm của thứ này thật khó mà tưởng tượng được. Trương Hàn đang ở đâu? Dương Gian hỏi. Chuyện của quỷ nhi tạm thời gác sang một bên, nếu đã quyết định mang đi thì sau này có thời gian từ từ xử lý. Nhưng thành phố Đại Dương xuất hiện một kẻ ngự quỷ lạ mặt, hơn nữa còn muốn tiến vào tiểu khu, vậy thì đáng bị cảnh cáo rồi. Nếu như là một kẻ ngự quỷ có danh có tính có thế lực thì nhất định đã đường đường chính chính đến tìm ta, cách làm lén lút thế này rất có địch ý, báo thù hay là thăm dò ác ý. Cho dù là thế nào thì Dương Gian cũng cho rằng việc này cũng nên được truy cứu một chút, nếu không bản thân khó có thể yên tâm rời đi. Ở cao ốc Sầm Tần, bây giờ đang ở thời gian làm việc, sau khi người đi hắn đã tiếp quản công việc phụ trách của ngươi. Vương San San đáp. Dương Gian gật đầu nói, đây là việc ta nhờ hắn, nên ta phải đến cao ốc Sầm Tần một chuyến. Thật ra ngươi không cần phải luôn ở lại đây, ra ngoài cùng người nhà cũng tốt. Ta phải trông chừng nớ. Hơn nữa ta cũng quen ở một mình rồi, ở đây có thể lên mạng, có thể chơi game, có thể đọc sách, các loại món ăn ngon đều có người mang đến nơi, vậy nên không hề tẻ nhạt, có thời gian xem Trương Vĩ livestream cũng rất thú vị. Vương San San đáp. Dương Gian nói tiếp, xin lỗi, là ta đã biến ngươi thành bộ dạng thế này. Ngươi không cần phải áy náy, là ngươi cứu ta, nếu không ta sớm đã chết rồi, chuyện này đã nói nhiều lần rồi, sau này ngươi không được nhắc tới nữa. Đôi mắt lãnh đạm của Vương San San từ từ sáng lên, trông rất nghiêm túc. Hai người sớm đã không còn là học sinh sớm tối đi học thi cử ở trường nữa rồi, tuy là chỉ mới nửa năm trôi qua, nhưng cả hai đã trưởng thành rất nhiều, cho dù là Dương Gian hay là Vương San San. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, vẫn còn một số chuyện phải xử lý, nên rời đi rồi, Dương Gian đột ngột nói. Vương San San gật đầu, nhưng bỗng nghĩ ra điều gì đó, đúng rồi, gần đây ta có liên lạc với Miểu Tiểu Thiện, nghe nàng nói gần đâu ngươi đi công tác có gặp lại nàng ấy, thế nào? Nàng vẫn khỏe chứ? Không tốt lắm, thiếu chút thì chết rồi. Dương Gian nói, có sự kiện linh dị xuất hiện trong trường học của nàng ấy, nếu như ta không đến kịp thời. Thêm 30 phút trôi qua đến khi sự kiện trở nên ác liệt thì sẽ nguy hiểm giống như trường trung học số 7 trước kia. Không sao là tốt rồi, có điều ta muốn biết giữa ngươi và nàng ấy thế nào rồi. Mẹ ngươi vẫn luôn thúc giục ngươi có bạn gái mà, ta nói quan hệ giữa ngươi và Miêu Tiểu Thiện vẫn luôn rất tốt, vậy nên mới thay dì hỏi một câu. Vương San San nói, đương nhiên, nếu ngươi thấy phiền phức thì ta có thể giúp ngươi một phen, ngươi trở về có thể nói ta cùng ngươi đang qua lại. Như vậy thì cha mẹ ta cũng yên tâm một chút, dù sao thì bộ dạng ta thế này họ cũng rất lo lắng. Vương San San nói, được, ngươi làm như thế đi, để mọi người bớt lo lắng. Ta và Miểu Tiểu Thiện sẽ không có kết cục tốt, nàng chỉ là một người bình thường, nên có cuộc sống như người bình thường, bị cuốn vào vòng xoáy này chỉ làm hại nàng, ngươi không muốn mấy người bạn học thời trung học như chúng ta đều chết sạch cả chứ. Dương Gian không từ chối, mở miệng nói, hắn cùng Vương San San đều giống nhau, đều đang dần dần mất đi tình cảm, đều duy nhất còn lại có lẽ chỉ là những mối bận tâm. Ở một mức độ nào đó bọn họ mới xem như biết rõ được sự tồn tại của đối phương. Nếu ngươi đã đồng ý thì cứ như thế đi. Vương San San bình tĩnh nói, cho dù là giả dạng bạn gái, thậm chí đóng giả kết hôn ta cũng có thể giúp ngươi. Chỉ có sinh em bé thì ta bó tay, trạng thái cơ thể bây giờ đã không cho phép nữa rồi, nhưng ta cũng không để ý nếu ngươi muốn thử một chút. Dương Gian nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, chẳng qua là để chúng ta chết có thể diện một chút, trách có điều gì nuối tiếc, nhưng thực tế ngươi không cần phải làm như thế. Thôi bỏ đi. Không nói cái này nữa, ta đi đây, đợi ta giải quyết xong chuyện lời nguyền thì lại đến tìm ngươi tụ tập, bản thân đừng có bi quan như thế. Ngươi cảm thấy người như chúng ta sau này còn có hy vọng không? Ngay lúc Dương Gian sắp đi, sau lưng truyền đến giọng nói tự chất vấn của Vương San San. Nàng muốn có được một đáp án, hoặc là cảm thấy đau khổ với trạng thái hiện tại, muốn tìm kiếm một sự thật. Không biết, nhưng ta cũng đang tìm, ít nhất thì không thể bỏ cuộc, không phải sao? Bước chân Dương Gian dừng lại, quay đầu đáp. Vương San San không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Dương Gian cũng không ở lại lâu,
nhanh chóng rời khỏi căn nhà cổ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1238, mang đi một. Một mình Dương Gian đi trên con đường lớn của thành phố Đại Xương, hắn vô cùng quen thuộc phần lớn con đường chính của thành phố này, rốt cuộc từ nhỏ tới lớn hắn đã đi học, sinh hoạt, trưởng thành ở nơi đây, chỉ là hiện tại con đường này không hề náo nhiệt như trước đây. Yên lặng, tiêu điều, đưa mắt nhìn cửa hàng hai bên đường, phần lớn đều trong trạng thái đóng cửa ngừng kinh doanh, thậm chí có không ít cửa hàng thông báo chuyển nhượng, bán đi. Xem ra ảnh hưởng của sự kiện lần trước vẫn còn ở, sợ rằng khả năng khôi phục tới tình trạng trước kia là không cao. Tuy quạnh quẽ rất nhiều nhưng ít ra hiện tại thành phố này rất ổn định, không lại xảy ra tình huống gì nữa, Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Hắn cũng không phải đang lãng phí thời gian đi dạo trên phố, mà là đại khái dạo quanh một vòng nội thành, tìm hiểu tình huống một chút, đồng thời cũng tuần tra một phen. Nếu hiện tại trong thành phố còn tồn tại sự kiện linh dị gì đó chưa được giải quyết, như vậy lần này trước khi rời đi hắn cũng không ngại giải quyết nó, rốt cuộc trạng thái hiện tại rất phù hợp để mấy thứ này. Một lát sau, Dương Gian đi tới cao ốc Sầm Tần. Tuy rằng cao tốc cũng vô cùng quạnh quẽ, nhưng có không ít nhân viên công tác. Thông qua lễ tân, Dương Gian liên hệ với Trương Hàn. Rất mau, một người phụ trách tên là Trương Hoa vội vàng từ thang máy đi tới. Trương Hoa này có hai thân phận, một thân phận là nhân viên liên lạc của tổng bộ, một thân phận khác có trách nhiệm hỗ trợ Dương Gian tiến hành công tác ở thành phố Đại Xương. Rốt cuộc có một số sự tình cần sự phối hợp của các bên, cho nên tác dụng và năng lực của hắn đã được thể hiện. Chẳng qua hiện tại không có việc gì, hắn cũng có được một đoạn thời gian nhàn rỗi hiếm có. Ông Dương, xin chào ngài. Trương Hoa rất là nhiệt tình chào hỏi. Lần này mới đi công tác trở về ư? Xin lỗi, trước đó ta không nhận được thông báo của cấp trên, công tác không kịp thời, mong ngài thông cảm. Dương Gian nói, ta lâm thời tới một chuyến, ngày mai phải trở về thành phố Đại Kinh rồi, ngươi không nhận được thông báo là chuyện bình thường. Gần đây tình hình ở nơi này như thế nào? Rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Đương nhiên hết thảy đều bình thường. Nếu thật xảy ra tình huống nguy cấp thì ta sẽ nghĩ cách thông báo cho ngươi. Đây là công tác, ta sẽ không qua loa đại khái. Trương Hoa nói. Dương Gian hỏi, sao ta nghe nói gần đây có nghi ngờ là người ngự quỷ đêm khuya trộm vào khu dân cư của ta? Ngươi bên kia không nhận được tin tức sao? Trương Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ giọng nói, ông Dương, quả thật có xảy ra sự việc này, chúng ta đang điều tra, nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Chẳng qua hôm trước bên khu dân cư cũ xảy ra một vụ án chết người ly kỳ, hồ sơ đã được đưa tới văn phòng của ngươi. Trương Hàn cũng đi xem rồi, chỉ là vẫn chưa có kết luận, muốn đợi ngươi trở về rồi xử lý sau. Được, ta đi nói chuyện với Trương Hàn. Dương Gian nói, rất nhanh. Hai người đi thang máy đến tầng cao nhất của cao ốc Sầm Tần. Tầng này là nơi làm việc của Dương Gian, lựa chọn nơi này là bởi vì cao ốc Sầm Tần ở trung tâm thành phố, hơn nữa đứng ở độ cao này. Mắt quỷ của Dương Gian có thể quan sát cả thành phố, có thể phát hiện bất kỳ địa phương có vấn đề bất thường một cách nhanh nhất. Trương Hàn không ở trong phòng làm việc của Dương Gian, hắn có một phòng nghỉ ngơi riêng, ngày thường hắn đều tới chỗ này. Ở lại đây mấy tiếng đồng hồ, chủ yếu là để chiếu cố, miễn cho có sự kiện gì xảy ra mà không tìm thấy người ngự quỷ để xử lý. Tuy rằng có chút buồn tẻ, nhưng có thể tiếp tục sống sót là hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Hồi tưởng lại mấy tháng trước, hắn cùng với đám người Nghiêm Lực, Diệp Tuấn uống rượu tán phét ở câu lạc bộ của Vương Tiểu Cường, ai có thể nghĩ tới mấy tháng sau này. Những người ngự quỷ quen thuộc kia đều đã chết hết, ngay cả Diệp Phong tài giỏi nhất cũng chết trong sự kiện quỷ chết đói, ngược lại là hắn chẳng có năng lực gì thế mà sống sót. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Dương Gian là người mới ngây thơ chưa biết gì, mà nay đã trở thành người phụ trách của thành phố Đại Xương, hơn nữa còn giải quyết không ít sự kiện linh dị không có cách giải quyết. Mỗi lần nhớ lại, Trương Hàn đều không nhịn được cảm thấy cảm khái. Trương Hàn, với tính cảnh giác của ngươi, ngươi không phù hợp tham gia sự kiện linh dị, một khi không cẩn thận sẽ chết rất thảm thiết. Không biết lúc nào, Dương Gian và Trương Hòa đã tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, sự hiện diện của bọn họ gần như không khiến cho Trương Hàn chú ý tới. Trương Hàn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, khi nhìn thấy Dương Gian thì lập tức đứng dậy, có một chút xấu hổ, cười nói, xin lỗi, ngại quá.
Khả năng là gần đây quá an nhàn cho nên trạng thái hiện tại của ta lơi lỏng hơn trước kia quá nhiều. Hơn nữa vấn đề ác quỷ thức tỉnh cũng được tạm thời giải quyết, trong lòng an ổn không ít. Có thể sống cuộc sống an nhàn cũng không tồi. Dương Gian nói, nghe Trương Hoa nói gần đây khu dân cư cũ có người chết, ngươi đi xem tình huống như thế nào. Trương Hàn gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì không xác định có phải nguyên nhân tử vong đặc thù hay không cho nên ta đi hiện trường xem qua, hồ sơ liên quan ở văn phòng của ngươi, ngươi có thể đi xem. Hồ sơ là do người viết ra thì sẽ không quá chính xác, so với nó, ta càng tin tưởng phán đoán của ngươi hơn. Dương Gian nói, kỳ thực ta cũng không biết phán đoán thế nào, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết hẳn là lực lượng linh dị gây ra việc này. Tuy rằng báo cáo kiểm tra nói là chảy máu não, nhưng ta cũng không quá tin tưởng cái này, hiện trường có một loại cảm giác không nói nên lời. Trương Hàn nói, Dương Gian hỏi, không phải là sự kiện linh dị sao? Không phải, không có dấu hiệu của linh dị xâm lấn. Trương Hàn nghiêm túc nói, nếu là sự kiện linh dị mới xuất hiện thì khẳng định sẽ không đơn giản chỉ chết một người như vậy, hơn nữa ta cũng đã kiểm tra hiện trường rồi. Vậy chính là người ngự quỷ làm. 5 ngày trước, ban đêm nghi ngờ có, người ngự quỷ đột nhập vào khu dân cư, 2 nghi phạm có thể cùng là một người. Dương Gian nói, trước khi tới đây, ta đã dạo quanh nội thành một vòng, dùng quỷ vực tìm kiếm, không tìm thấy người đặc biệt nào, có lẽ người nọ không còn ở thành phố Đại Sương nữa, cũng có thể ẩn giấu rồi. Mặc kệ như thế nào, nơi này không có phép có người đáng ngờ ở lại, gần đây vất vả ngươi phối hợp với Trương Hoa hành động, tìm ra người nọ. Sau khi tìm được thì sao? Trương Hoa hỏi, chúng ta phải làm như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1239, mang đi 2. Dương Gian nói, cảnh cáo, yêu cầu người này rời đi. Nếu người này không đồng ý, lần sau ta trở về sẽ xử lý hắn. Chỗ khác ta không quản được, nhưng ở thành phố Đại Sương phải nghe ta quản lý, ta không cho phép nơi này xảy ra bất kỳ náo động gì, ai dám quấy rối, kẻ đó phải chết. Vậy được, cứ làm như thế. Trương Hoa gật đầu, hắn đã rất quen thuộc với phong cách làm việc của Dương Gian quyết định như thế cũng không lạ. Hơn nữa hắn cũng tương đối đồng ý với cách làm như thế, rốt cuộc nhà hắn cũng ở thành phố Đại Sương. Một người chuồn êm vào nơi này như thế thật sự khiến bọn họ cảm thấy không được yên tâm. Nếu là thoải mái công khai tới thăm hỏi, vậy ngược lại không cần cảnh giác như vậy. Bên này ta sẽ tận lực phối hợp. Trương Hoa cũng gật đầu ngầm đồng ý. Chỉ cần liên quan tới người và việc của sự kiện linh dị, lời của người phụ trách như Dương Gian này chính là mệnh lệnh, chỉ có thể phối hợp không thể nghi ngờ. Vào đi. Đột nhiên, sắc mặt Dương Gian khẽ biến đổi, hướng tới cửa phòng nói một câu. Lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, một cô gái mặc quần áo công sở bưng mấy ly cà phê vừa mới pha xong đi đến. Cô gái này gương mặt thanh tú dễ nhìn, ước chừng 27 đến 28 tuổi, cả người để lộ ra dáng vẻ thành thục quyến rũ, một đôi con người hơi chuyển động dừng lại ở trên người Dương Gian. Ta pha mấy ly cà phê cho mọi người, không làm phiền công tác của giám đốc Dương các ngươi chứ. Trương Lệ Cầm mặt mang nụ cười, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, rất biết cách tiếp đãi khách. Quả nhiên vẫn là Dương Gian ngươi có tính cảnh giác cao, người vừa mới đến cửa mà ngươi cũng đã chú ý tới rồi, không giống chúng ta, người vào trong rồi vẫn không phản ứng kịp. Trương Hàn cười nói, bưng một ly cà phê uống một ngụm. Dương Gian nói, một ít phản ứng bình thường mà thôi, nếu như có thể, ta cũng muốn thả lỏng một đoạn thời gian như ngươi. Ngươi là người tài giỏi thường phải làm nhiều việc. Nói thật, nếu không có ngươi ở phía trước xông xáo, ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Trương Hàn nói, tuy rằng hắn tương đối tầm thường nhưng vẫn hiểu biết bản thân. Trương Hoa giờ phút này nói, nếu chuyện vừa nãy đã được xác định rồi, khi nào chúng ta bắt đầu công tác? Hiện tại, có kết quả càng sớm thì càng tốt. Dương Gian nói xong đứng dậy, ta không có thời gian tham gia việc này, dựa vào các ngươi đó, ta đi về trước. Không thành vấn đề, ta có thể giải quyết việc này. Trương Hàn gật đầu nói, tỏ vẻ có lòng tin. Rốt cuộc hắn cũng đã trở thành người ngự quỷ lâu như thế rồi, dù cho có tầm thường cỡ nào cũng không có khả năng không giải quyết được một kẻ giấu đầu lòi đuôi. Được, ta chờ tin tức của các ngươi. Dương Gian nói xong bèn rời khỏi phòng nghỉ của Trương Hàn. Trương Lệ Cầm thấy vậy cũng lập tức đi theo đằng sau. Trên đường trở về văn phòng,
Dương Gian hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ của Trương Hàn? Trương Lệ Cầm cười nói, ta nghe đồng nghiệp tầng dưới nói ngươi tới công ty, cho nên bèn tới đây nhìn xem, hẳn là vừa rồi đi, sáng sớm ta ra ngoài muộn như vậy cũng không nhìn thấy ngươi. Chỉ là lâm thời trở về một chuyến, cho nên không thông báo cho các ngươi, gần đây công ty thế nào? Dương Gian đi vào, ngồi xuống sofa trong văn phòng, khá tốt. Tuy rằng vẫn luôn ở trạng thái hao tổn nhưng có không ít người rót vốn đầu tư vào. Có một giám đốc tên Vạn Đức Lộ một hơi rót vốn vài tỷ, còn chủ động giới thiệu rất nhiều người đầu tư cho chúng ta. Hiện tại rất nhiều hạng mục đều phát triển rất thuận lợi, tiến triển cụ thể phải hỏi Vương Bân, rốt cuộc hắn là người phụ trách hoạt động của công ty. Trương Lệ Cầm cũng ngồi xuống, cô dựa vào bên cạnh Dương Gian, có vẻ vô cùng thân mật. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, không có hứng thú với sự phát triển của công ty, chỉ là nghĩ xây dựng một cái công ty đoàn kết mọi người làm gì đó, suy xét cho sau này một chút. Dù sao cũng không nghĩ tới kiếm được tiền, nếu về sau thế cục xảy ra vấn đề, cái công ty này có thể phát huy một ít tác dụng như dự đoán thì cũng đã đủ rồi. Dương Gian nói, phòng ngừa chu đáo cũng là rất cần thiết. Trương Lệ Cầm nói, việc ta có thể làm không nhiều lắm, nhưng ta sẽ dốc hết khả năng cho phép để giúp ngươi thực hiện cái gì đó. Đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta một chút như trước kia. Nghe có vẻ như là một cuộc giao dịch, Dương Gian nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1240, mang đi bà. Trương Lệ Cầm mang theo vài phần liếc mắt đưa tình, giận hơn liếc hắn một cái, đàn ông chiếu cố phụ nữ sao có thể xem như giao dịch. Ta vẫn luôn là người của ngươi. Trong đoạn thời gian kia, nếu không phải ngươi đã cứu ta mấy lần, có lẽ ta đã chết từ lâu. Có đôi khi ta thường xuyên nghĩ, một ngày nào đó nhỡ đâu bị ngươi sa thải hoặc là đuổi ra ngoài, về sau ta thật đúng là không biết nên sinh hoạt như thế nào. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện, càng thêm nhận rõ tầm quan trọng của Dương Gian đối với mình. Ngay từ đầu cô còn có chút do dự trong lòng, nhưng hiện tại cô cảm thấy quen biết Dương Gian thật là một chuyện vô cùng may mắn. Tùy tiện nói mà thôi, không cần coi là thật sự, ta luôn luôn nói chuyện không dễ nghe, đây là chuyện mọi người đều biết đến. Dương Gian nói, hắn cũng không chán ghét Trương Lệ Cầm. Một người phụ nữ vô hại đồng thời tương đối biết điều đúng mực, đáng yêu hơn những người quen biết bên ngoài kia nhiều. Mà so sánh như vậy, Giang Diễm dì Giang quả nhiên cũng có vô số ưu điểm. Ta cũng không giận ngươi, Trương Lệ Cầm mỉm cười. Dương Gian suy nghĩ một lúc, nói, chẳng qua, quả thật là ta có một việc cần cô hỗ trợ. Ngươi nói, ngươi ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về việc của giới linh dị. Tuy rằng ta có năng lực xử lý quỷ, nhưng cũng gánh vác cái giá tương đối lớn, cho nên nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, nếu có ngày ta chết mất, ngươi hãy chiếu cố mẹ của ta. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm sửng sốt một chút, cảm thấy rất ngoài ý muốn đối với những lời này của Dương Gian, lại tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ nhờ cô chăm sóc mẹ hắn. Nói việc này có phải hơi sớm không? Chỉ là trước tiên sắp xếp một chút mà thôi, rốt cuộc ai cũng không nói trước được chuyện tương lai. Ngươi có thể từ chối, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp những người khác, Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm lập tức nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố bác gái thật tốt. Đây không phải việc thuận miệng nhận lời nhẹ nhàng như vậy, mà là việc đồng ý thì phải chắc chắn làm được. Dương Gian nói, ta đồng ý yêu cầu của ngươi rồi thì khẳng định sẽ làm được. Trương Lệ Cầm nghiêm túc nói, Dương Gian gật đầu, việc này xem như đã xong. Hắn cũng không trông cậy vào một câu nói của hắn có thể ước thúc một người được lâu dài, chỉ là ở trong tình huống cho phép, tận lực hoàn thành mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể thông qua việc sửa chữa ký ức của Trương Lệ Cầm để bắt cô tuân thủ hứa hẹn. Nhưng mà Dương Gian cũng không muốn làm như vậy, bởi vì hắn không thể xác định người sống có thể lưu lại di chứng gì. Sau khi sửa chữa ký ức hay không, ta phải đi. Sau khi xác định không có sự tình gì, Dương Gian quyết định xuất phát. Nhanh như vậy đã đi rồi, Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói. Dương Gian nói, ta ở bên kia còn có chuyện chưa xử lý xong, chờ xử lý xong thì ta sẽ trở về. Không cần nói chuyện ta trở về lần này cho mẹ biết. Ta biết rồi. Rất mau, hắn lại rời đi cao ốc Sầm Tần. Chẳng qua vừa mới rời đi không bao lâu, dường như Giang Diễm đã nghe thấy tin tức, hứng thú bừng bừng vội vàng đẩy ra cửa văn phòng. Dương Gian,
rốt cuộc ngươi đã trở lại, thế nào, có nhớ ta hay không? Dương Gian vừa mới rời đi, hắn nói còn có việc, một thời gian nữa mới có thể trở về. Trương Lệ Cầm vươn ngón tay chỉ ra bên ngoài. Hả? Vẻ mặt của Giang Diễm tức khắc suy sụp. Trước khi rời đi, Dương Gian lại trở về bên trong nhà cũ ở khu dân cư. Sau khi chào hỏi Vương San San, hắn mang Quỷ Anh đi. Chỉ là hiện tại gọi nó là Quỷ Anh đã không còn chính xác. Cách gọi chính xác hơn của Quỷ Anh khi trưởng thành tới giai đoạn thứ hai hẳn là Quỷ Đồng mới đúng. Tuy rằng không cần quỷ để nuôi dưỡng nó, nhưng mức độ hung dữ của nó là vô cùng cao. Nếu ngày thường không có Vương San San ước thúc, Dương Gian tin tưởng thứ này tuyệt đối có thể trưởng thành thành con quỷ chết đói thứ hai. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít ra trước khi mất khống chế thì nó vô cùng đáng giá tín nhiệm. Lời ta nói ra, nó sẽ không chút do dự thực hiện. Có thứ này ở, tương đương với ta tìm được một kẻ bảo tiêu. Nếu cần thiết, thử tiếp tục bồi dưỡng cũng không phải không có khả năng, Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn nắm giữ một ít quỷ, có một số thứ có thể tồn tại là ghép hình của Quỷ Đồng. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.